Xin chào, xin chào tất cả các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại cùng với chị Hiên ở trong buổi học ngày hôm nay Không biết là bây giờ thì các bạn đã có thể có mặt ở đây chưa Thế nhưng mà hiện tại thì chị đã đang có mặt cùng với các em ở trong phần phát trực tiếp này rồi đấy ạ Vậy nên nếu như các bạn 2K7 chúng mình đã đang có mặt ở trong buổi phát trực tiếp ngày hôm nay cùng với chị Hiên Thì hãy cùng gửi lời chào tới chị để chị viết nha Chúng ta sẽ cùng bắt đầu nhé à vẫn sẽ là cái nội dung tiếp nối cho buổi ngày hôm qua thôi đó là nội dung về kỹ năng viết được không ạ à? sẽ là nội dung về kỹ năng viết nha ok ông nào và ở đây thì chúng mình sẽ để ý giúp cho chị hiên đó chính là gì ạ đó chính là đây ạ à, ở đây các bạn sẽ chú ý nhá hôm qua thì chị đã chia sẻ cùng với các em về ba cái dạng đề nghị luận văn học mà chúng ta có thể gặp trong cấu trúc của đề thi năm nay rồi, đúng không ạ? Thì các bạn có thể thấy chúng ta có dạng 1, dạng 2 và dạng 3. Dạng 1 ngày hôm qua chị đã đưa cho các bạn những lưu ý rồi. Đó là dạng phân tích đánh giá tác phẩm với ngữ liệu mới. Và đương nhiên là ngữ liệu này thì sẽ không có xuất hiện ở trong sách giáo khoa, đúng không? Ngày hôm nay chúng mình sẽ cùng với nhau tìm hiểu dạng số 2, đó là so sánh hai tác phẩm văn học các bạn nhé. Ok không ạ? Được chưa nào? Chúng ta sẽ cùng với nhau đi tìm hiểu về cái dạng đó chính là so sánh đánh giá hai tác phẩm văn học. Được không ạ? Nhá, chúng ta sẽ cùng với nhau đi uh, uh, dạng đề so sánh đánh giá hai tác phẩm văn học. Ok chưa nào? Nào bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với cái dạng này nha. Đây ạ, à, chúng mình sẽ có ở đây. Dạng số 2. Được không ạ? À? Và dạng số 2 của chúng ta sẽ là dạng dạng đề so sánh. đánh giá so sánh đánh giá hai tác phẩm văn học hai tác phẩm văn học các bạn ơi đối với các bạn thì đây có phải là một cái dạng đề mà gọi là lạ lẫm không ạ và đây có phải là một cái dạng đề mà các bạn cũng khá là lo khi mà chúng ta bước vào năm lớp 12 không ạ? Bởi vì là từ trước đến giờ thì kể cả là trong chương trình ngữ văn lớp 11 ấy thì các bạn vẫn đang trọng tâm học cái dạng 1 là cái dạng mà chị vừa nêu ấy, đúng không nào? Thì đến với ngay từ những bài đầu tiên trong chương trình với những cái cuốn sách giáo khoa mới ở trong phần viết thì các bạn đã phải làm quen với cái dạng đề này rồi đó chính là dạng đề so sánh đánh giá hai tác phẩm văn học được không ạ thì các bạn sẽ chú ý giúp cho chị đó là gì đầu tiên chúng ta cần phải nắm được về yêu cầu của kiểu bài so sánh được không ạ thứ nhất là yêu cầu của kiểu bài so sánh Thật ra thì chúng ta đều biết tới cái khái niệm so sánh. Chúng ta có thể hiểu so sánh là một biện pháp tu từ. So sánh có thể là một cái thao tác lập luận. Thế nhưng mà ở đây thì chúng ta sẽ hiểu so sánh là một cái kiểu bài nghị luận văn học ạ. À. Được không nào? Và đối với chương trình ngữ văn lớp 12 nha thì chị nhắc lại với các bạn và các bạn nhất định phải nhớ điều này. Đó chính là cái kiểu bài so sánh này sẽ là một trong số những cái dạng đề trọng tâm. Các em nhá, sẽ là một trong số những dạng đề trọng tâm của chương trình ngữ văn lớp 12 ạ. Thế nên là vì thế chúng ta không thể không chú ý đến cái dạng đề này khi mà chúng mình ôn luyện, được không ạ? đương nhiên chỉ cần nêu tên cái kiểu bài ra thôi thì các bạn cũng đã biết được nếu như đó là một cái bài nghị luận so sánh đánh giá hai tác phẩm thì chắc chắn đã tiến hành so sánh ví dụ chúng ta có đối tượng a và đối tượng b đúng không ạ thì bao giờ khi chúng ta tiến hành làm cái dạng đề này điều quan trọng nhất là chúng ta phải chỉ ra được cái gì nhở các bạn ơi chúng ta phải chỉ ra được cái gì đúng rồi ạ à. chúng ta phải chỉ ra được điểm tương đồng các bạn nhá được không ạ à? chúng ta phải chỉ ra được điểm tương đồng và bên cạnh đó chúng ta cũng phải chỉ ra được điểm khác biệt của hai đối tượng a và b này được không ạ à? so sánh mà chúng ta phải chỉ ra được những điểm tương đồng và những điểm khác biệt đó và cũng có thể là đề bài sẽ không yêu cầu chúng ta là phải chỉ ra gọi là tất cả mà có thể là đề chỉ yêu cầu nêu điểm tương đồng hoặc điểm khác biệt về nội dung về hình thức nghệ thuật của hai văn bản thôi từ đó thì sẽ bình luận nhận xét về cái giá trị độc đáo của mỗi văn bản được không ạ? Nhận ra được đặc điểm của thể loại, vai trò của cá tính sáng tạo chỉ ra được những điểm chung trong quy luật sáng tạo và tiếp nhận văn chương. Vậy thì về cơ bản chúng ta sẽ thấy rằng từ những cái điểm tương đồng và khác biệt này, chúng ta có thể chủ động phát hiện được ra đó là gì ạ? Đó là sự độc đáo. Đúng không ạ? Của mỗi tác phẩm nhá. Đó là gì nữa? Đó là đặc điểm của thể loại đó là đặc điểm của thể loại được không ạ à? đặc điểm của thể loại đó là gì nữa đó là vai trò cá tính sáng tạo riêng của mỗi tác giả mỗi nhà văn nhà thơ đúng không cá tính sáng tạo đó cá tính sáng tạo thì các bạn sẽ chú ý giúp cho chị là như vậy nhé được chưa nào và chúng ta cũng có thể chỉ ra được những cái điểm chung trong quy luật sáng tạo và tiếp nhận văn chương thì nói chung là nghe đến cái dạng này thôi Chị đã thấy là có rất là nhiều bạn cảm thấy bị áp lực rồi Bởi vì sao? Chúng ta thấy là cái dung lượng về kiến thức sẽ là x2 Bởi vì bản chất là không phải việc là các bạn chỉ đi khám phá một tác phẩm Giống như là để phân tích đánh giá dạng đầu tiên mà chúng ta học Mà ở đây là chúng ta sẽ phải nhìn nhận về gì? Về hai tác phẩm chứ không phải là một Đúng không ạ? đó thế nên là các bạn có thể thấy được rằng là rõ ràng à, đây là một cái dạng đề mà nếu như chúng ta làm được chúng ta làm quen chúng ta có một cái cấu trúc rõ ràng thì các bạn sẽ thấy là một cái dạng đề rất là hay bởi vì là cái dạng đề này sẽ cho phép chúng ta được khám phá nhiều tác phẩm hơn và cái tư duy của chúng ta khi đánh giá nó cũng sẽ rộng mở hơn đúng không ạ? Thế thì bây giờ chúng ta sẽ cùng với nhau đến với những cái nội dung tiếp theo nhé. Nếu như đã là dạng đề so sánh, đánh giá hai tác phẩm văn học thì chắc chắn các bạn đều biết rằng chúng ta có bao nhiêu thao tác lập luận ạ? Nào, các bạn. Các bạn có nhớ thao tác lập luận trong văn nghị luận không ạ? Chúng ta có bao nhiêu thao tác lập luận nhỉ? Chúng ta đã được học bao nhiêu thao tác lập luận rồi, chúng mình có nhớ không ạ? Chúng ta có nhớ về thao tác lập luận không ạ? Viết văn nghị luận là chúng ta sẽ phải sử dụng các thao tác lập luận. Thế thì ở đây chị đang muốn hỏi là không biết là các bạn có còn nhớ về những cái thao tác lập luận trong văn nghị luận hay không? Thì các em sẽ thấy là nói về thao tác lập luận thì chúng mình sẽ có đó là gì nhỉ? Đúng rồi ạ. À, đó là giải thích, đó là phân tích, đó là bình luận, đó là chứng minh, đó là so sánh và đó là bác bỏ rất chính xác thế thì rõ ràng chúng ta có thể thấy rằng nếu như đã là dạng đề so sánh thì chúng ta sẽ có ở đây một trong số những cái thao tác vô cùng quan trọng đó là thao tác gì đúng rồi ạ à, đó chính là thao tác so sánh đúng không nào đây sẽ là một cái thao tác lập luận đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong gì ạ à? trong kiểu bài này và các bạn cũng biết được rằng là đương nhiên chúng ta đều hiểu rằng à, so sánh thì phải logic phải mạch lạc phải đích đáng từ đó giúp người viết đưa ra những đánh giá thuyết phục và có ý nghĩa được không ạ à, chúng ta có thể thấy được rằng là cái này thì nó sẽ được thể hiện ngay từ việc là chọn những cái tác phẩm những cái văn bản để đưa vào trong đề bài nhá đưa vào trong đề bài. Thường nhá, nếu như nói về phạm vi của cái dạng đề này thì các em sẽ thấy là những cái bài so sánh đánh giá về hai tác phẩm văn học ấy thì thường là sẽ so sánh, đánh giá giữa các tác phẩm cùng thể loại chúng mình ạ. À. Thường sẽ là như vậy ạ. À. Đó là về phạm vi tức là lựa chọn cái vấn đề nghị luận thì sẽ thường là những tác phẩm được không nào? Sẽ thường là những tác phẩm mà cùng đề tài, à gì ạ? Cùng thể loại ạ, nhá, cùng thể loại. OK chưa ạ? À, có thể là nhưng mà cũng có thể sẽ có những đề là người ta đưa ra về à, gì ạ? So sánh đánh giá giữa hai thể loại khác nhau đúng không ạ à? nhưng mà thường khẳng định điểm giống nhau về đề tài về chủ đề về tư tưởng đúng không của hai tác phẩm chẳng hạn ví dụ như chúng ta có so sánh á, sông núi nước nam hay còn gọi là nam quốc sơn hà với hịch tướng sĩ với bình ngô đại cáo với tuyên ngôn độc lập rõ ràng là chúng ta thấy rằng đây là gì nhỏ đây là những cái thể loại rất là khác nhau nhưng mà nó lại cùng đề tài cùng chủ đề cùng tư tưởng tình cảm những cái tác phẩm ấy có rất là nhiều điểm tương đồng ở những cái vấn đề này thì cũng có thể là đưa ra để so sánh chúng mình nhá à thế à hai k sáu vẫn vào xem chị dạy à ừ, chị nghĩ là chúng ta đã trải qua một cái hành trình cũng rất là vất vả rồi và các em cũng đã đạt được những cái thành tựu đúng không ạ các bạn cũng đã đạt được những cái thành tựu giống như các em mong muốn rồi à, rất là hy vọng là xong thời gian tới thì các bạn sẽ có được số điểm giống như các bạn mong muốn nhá ok ông nào rất hy vọng là các bạn sẽ đạt được cái số điểm giống như chính các bạn kỳ vọng ok ông ạ rất hy vọng là như vậy <laughs> rồi ạ à, à, các bạn ơi đấy thấy không các anh chị 2 k 6 vừa trải qua một cái kỳ thi rất là vất vả và như các bạn cũng biết thì rõ ràng là chúng ta sẽ cần ở đây nhiều hơn thế bởi vì là các anh chị ấy thì còn có gì ạ còn có một cái giới hạn rất là cụ thể đúng không ạ còn có một cái giới hạn rất là cụ thể cho những cái văn bản mà sẽ xuất hiện trong đề thi nhưng chúng ta thì không ạ phải thừa nhận điều đấy ạ chúng ta thì không vậy nên là về cơ bản là chị cho rằng là các em sẽ cần phải nỗ lực hơn rất là nhiều đối với năm nay và đừng có đứng ở đó và chờ đợi nữa mà chúng ta phải chạy thôi vì năm nay chúng ta cũng đều biết rằng là chúng ta đều hiểu rõ rằng là mọi thứ đều đã thay đổi vô cùng mới mẻ và điều mà chúng ta cần bây giờ là phải đi nhanh hơn đúng không ạ điều chúng ta cần bây giờ là phải đi nhanh hơn các bạn ạ rồi thì ở đây các bạn sẽ chú ý giúp cho chị này phạm vi nhá có thể là những tác phẩm cùng thể loại hoặc cũng có thể là những tác phẩm như chị nói ở phía trên đấy đó là khác thể loại nhưng nó sẽ có những điểm tương đồng về đề tài về chủ đề về tư tưởng tình cảm về đề tài về chủ đề về tư tưởng tình cảm. Được không ạ? Các bạn chú ý nhá. Và chúng ta có thể thấy được rằng là ở trong những cái gì ạ? Trong những cái dạng văn bản hay nói cách khác những dạng thể loại mà chị Hiên nói với các bạn là đây sẽ là những cái dạng mà trọng tâm trong chương trình Ngữ văn lớp 12 ấy thì các bạn đều nhớ là chúng ta có mấy dạng trọng tâm nhỉ? Các em ơi các bạn có nhớ về các cái thể loại trọng tâm mà chị đã nhắc không? Ở các buổi trước là chị đều đã nói rồi ạ Các bạn có nhớ những cái dạng trọng tâm mà chị nhắc không ạ? Có bốn dạng Được không nào? Có bốn dạng ạ Chúng mình có nhớ không ạ? Có bốn dạng Nhá, có bốn dạng ạ Đó là gì nhở? Đó là gì? À, đó là bốn thể loại Đó là gì? Đó là thơ Đó là chuyện Đó là ký và đó là kịch bản kịch đúng không ạ thì ở đây các bạn có thể thấy là đây là những thể loại trọng tâm nhưng mà đương nhiên chúng ta đều biết là những cái thể loại trọng tâm này thì cũng sẽ bao gồm những cái tiểu loại nhỏ hơn mà chúng mình cần phải để ý đúng không ạ thế thì đối với cái dạng đề chúng ta có ở đây đó là dạng đề so sánh đánh giá hai tác phẩm văn học thì các em sẽ chú ý này nhá Thường sự khác biệt giữa hai tác phẩm biểu hiện rõ ở cách thức, nghệ thuật, hình thức thể hiện với thể hiện từ phương thức biểu đạt đến các hình thức và các thủ pháp nghệ thuật. Nếu như tiến hành làm bài với gì ạ? Đây chúng ta sẽ có đây để các bạn sẽ lưu ý nhá. Như đã nói là chúng ta sẽ có cụ thể đó chính là bốn cái thể loại trọng tâm, đúng không? thì chúng ta sẽ có đầu tiên là đối với văn bản thơ. Đó. Khi làm dạng đề này, các em sẽ cần chú ý đến nghệ thuật sử dụng sáng tạo từ ngữ. Nghệ thuật sử dụng sáng tạo từ ngữ. Được không ạ? À? nghệ thuật sử dụng sáng tạo từ ngữ các hình ảnh biểu tượng các hình ảnh biểu tượng được không ạ à? các hình ảnh biểu tượng cách cấu tứ cách cấu tứ cách cấu tứ được không ạ à? hoặc là các dạng thức của cái tôi chữ tình các dạng thức được không ạ à? của cái tôi chữ tình được không nào của cái tôi chữ tình vân vân đương nhiên là giống như các bạn đều thấy là chúng ta đều hiểu rõ một điều rằng là khi mà chúng ta làm bất kể một cái dạng đề nào ở trong gì ạ à? làm bất kể một cái dạng đề nào ở đây thì chúng ta đều hiểu rất rõ một điều đó là tôi sẽ cần phải trọng tâm vào gì tôi sẽ cần phải trọng tâm vào đặc trưng thể loại kể cả là dạng đầu tiên là cái dạng đơn giản nhất phân tích đánh giá một tác phẩm văn học thì chúng ta cũng cần đó là gì ạ đó là hiểu về đặc trưng của từng thể loại đặc trưng của từng tiểu loại để chúng ta đi sâu phân tích đánh giá và kể cả đối với cái dạng đề chúng ta đang đề cập ở trong buổi thứ hai này về kỹ năng viết đó là cái dạng so sánh đánh giá hai tác phẩm văn học thì các bạn thấy đấy chúng ta vẫn cần phải chú ý đến những cái yếu tố liên quan đến đặc trưng thể loại có thể nói rằng là trong chương trình mới thì tri thức ngữ văn, đặc biệt là những cái yếu tố liên quan tới đặc trưng thể loại đóng một cái vai trò rất quan trọng và nó sẽ giúp cho chúng ta có thể giải quyết được mọi đề nếu như chúng ta nắm được nó. Vậy nên là cái việc các bạn học kiến thức nền tảng là rất quan trọng đấy, chúng mình nhá. Tiếp theo là đối với các văn bản truyện thì các bạn sẽ chú ý giúp cho chị đó là chúng ta sẽ cần chú ý đến mô típ cốt truyện kiểu loại nhân vật mô típ cốt truyện được không ạ bên cạnh đó là kiểu loại nhân vật kiểu loại nhân vật cùng với đó là gì ạ cùng với đó là à xung đột gì ạ chúng ta sẽ bên cạnh đó còn có gì à cách gì ạ điểm nhìn trần thuật kết cấu điểm nhìn trần thuật điểm nhìn trần thuật rồi thì kết cấu hay là gì ạ cách kết thúc chuyện đúng không kỹ thuật miêu tả ngoại hình chân dung và phân tích tâm lý nhân vật cách kết thúc chuyện Được không ạ? Hay là kỹ thuật miêu tả ngoại hình Miêu tả ngoại hình Được không ạ? Tâm lý nhân vật vân vân Đấy, chúng ta có thể dựa trên những cái ý tưởng dựa trên những cái yếu tố đó để chúng ta tiến hành so sánh những cái tác phẩm truyện mà chúng ta gặp ở trên đề bài được không ạ các bạn có thấy khó không chị nghĩ rằng là nếu như mà để nói rằng đây là một cái dạng đề dễ thì có vẻ như là đang gọi là gì ạ đang nhìn trên điểm nhìn của những người mà chia sẻ kiến thức giống như chị hiên trăng còn đúng thật là nếu như nhìn theo điểm nhìn của các bạn thì đây thực sự là một cái dạng đề thách thức đối với chúng mình À, có thể là bởi vì từ trước đến giờ thì chúng ta chưa có va vào dạng đề này nhiều nó cũng sẽ là một cái điểm bất lợi và bây giờ khi mà như chị nói đấy cái kiến thức cái cách mà chúng ta tư duy nó sẽ phải x2 lên không phải là một văn bản nữa không phải là một tác phẩm nữa mà bây giờ sẽ là hai văn bản sẽ là hai tác phẩm thì nó cũng sẽ thực sự là một cái sự thử thách cho các bạn nhưng mà tin chị đi các em sẽ làm được và tin chị đi đây là một cái dạng đề rất hay và thú vị nếu như các em đã thực sự hiểu về cách viết rồi ok chưa ạ đó tiếp theo là đối với ký và đối với kịch thì khi chúng ta làm cái dạng đề này chúng ta sẽ cần phải chú ý điều gì đây đối với ký thì chúng ta sẽ cần chú ý đến đề tài cách tiếp cận vấn đề đề tài Cách tiếp cận vấn đề. Cách tiếp cận vấn đề được không ạ? À cách khai thác tài liệu, số liệu. Cách khai thác tài liệu, số liệu vân vân. Được không ạ? Còn đối với kịch thì chúng mình sẽ chú ý đến mô típ cốt truyện hệ thống nhân vật, xung đột kịch, các dạng thức của lời đối thoại, độc thoại. Được không ạ? Mô típ. Chúng ta sẽ chú ý đến gì ạ? À? Chúng ta sẽ chú ý đến cốt truyện. Hệ thống nhân vật kịch. Hệ thống nhân vật kịch được không xung đột kịch xung đột kịch và bên cạnh đó chính là các dạng thức của lời đối thoại độc thoại các dạng thức của lời đối thoại độc thoại được không ạ à? vân vân chú ý giúp chị nhá Thì chúng ta có thể thấy được rằng là à, Có nhiều cấp độ và cũng có nhiều yêu cầu so sánh Cụ thể là có thể so sánh hai tác phẩm truyện Hai đoạn trích trong truyện So sánh hai yếu tố, chi tiết, nhân vật, cốt truyện, tình huống truyện, bối cảnh Người kể chuyện, điểm nhìn, biện pháp nghệ thuật, đề tài, chủ đề, tư tưởng, cảm hứng vân vân Nói chung là sẽ có hai dạng như chị đã nói đấy Một là chúng ta sẽ làm một cái bài so sánh tổng thể hoặc cũng có thể là ngay từ trong đề bài thì người ta cũng đã gì nhỉ à người ta cũng đã chủ động đưa ra ở đây đó là những cái gì ạ à? khía cạnh mà chúng ta sẽ cần phải làm rõ ở đâu à ở trong cái phần so sánh này ok chưa ạ thì các bạn sẽ chú ý nhá hôm nào chị lai like về nghị luận xã hội à ok chị sẽ sắp xếp chị sẽ sắp xếp sớm nha khánh như nha các bạn sẽ cố gắng theo dõi nhá đây sẽ là những cái video gọi là những cái phần phát trực tiếp đầu tiên để chúng ta có thể tiếp cận với chương trình mới. Và như chị đã nói với các bạn thì chương trình mới là chương trình khó chứ không phải là chương trình dễ. Bên cạnh đấy còn là gì nữa? Bên cạnh đấy còn là rất là nhiều những kiến thức mới mẻ đối với các bạn nữa. Vậy nên là các bạn sẽ cố gắng nhá. Ok chưa ạ? Thì ở đây chúng ta sẽ có đây là những cái yếu tố chính, một số những cái lưu ý. Được chưa nào? và các bạn đều biết được rằng là khi mà chúng ta làm cái dạng đề so sánh này đúng không khi chúng ta làm cái dạng đề so sánh này thì chúng ta sẽ cần phải có những cái kỹ thuật gì chúng ta cần phải chú ý tới những cái kỹ năng gì thì bây giờ chị sẽ gợi ý cho các bạn được không ạ à? khi viết bài so sánh đánh giá hai tác phẩm văn học cần chú ý được không ạ thứ nhất đó là các bạn phải xác định được mục đích của so sánh và đánh giá xác định được mục đích của so sánh và đánh giá được không ạ chúng ta đều hiểu rằng việc so sánh không phải là để hướng vào mục đích xem là tác phẩm nào thì có giá trị hơn là tác phẩm nào không phải hướng tới mục đích này đúng không ạ mà chúng ta so sánh là để nhận ra sự độc đáo sự khác biệt được không ạ để chúng ta nhìn ra sự độc đáo Nhìn ra sự khác biệt Đúng không nào Và chúng ta so sánh Để làm rõ vấn đề văn gì ạ Vấn đề văn học có trong tác phẩm Nhá Sự khác biệt, sự đa dạng Nên là các bạn chú ý là Không phải là chúng ta so sánh Để chúng ta tôn vinh tác phẩm này Hay là chúng ta gì ạ à, Chúng ta nói những cái điều Mà nó không đúng về một tác phẩm còn lại Chỉ để phục vụ cho mục đích là tôn vinh một cái tác phẩm mà mình có thiện cảm hơn mà hãy nhớ rằng chúng ta so sánh là để chúng ta nhìn ra sự độc đáo chúng ta nhìn ra sự khác biệt và chúng ta nhìn ra sự đa dạng được không ạ phải xác định được rõ ràng cái đấy nhá tiếp theo đặc biệt là khi tiến hành viết thân bài thì đây là một trong những cái ý mà nhất định các bạn phải làm được đấy là gì đấy là các em phải xác định được nội dung và tiêu chí so sánh các em phải xác định được nội dung và gì ạ và tiêu chí so sánh các bạn nhá chúng ta phải xác định được những cái này còn đương nhiên là thứ nhất là chúng ta có thể dựa vào đề bài Đối với những cái đề bài mà đưa ra những cái khía cạnh so sánh một cách trực tiếp, nhưng cũng có thể là chúng ta sẽ dựa vào đặc trưng thể loại để chúng ta có thể đưa ra những cái khía cạnh so sánh phù hợp. Ví dụ như chúng ta so sánh về đề tài, về chủ đề, về thể loại, về các biện pháp nghệ thuật, về ngôn ngữ, vân vân, được không ạ? Và bên cạnh đấy thì chúng ta cũng cần phải đảm bảo đủ cái cấu trúc các bạn cũng biết rồi, cấu trúc của một bài so sánh thì bao giờ cũng sẽ bao gồm 3 phần. Đó là mở bài, đó là thân bài và đó là kết bài, đúng không ạ? Ở trong phần mở bài này thì chúng ta sẽ cần phải điều quan trọng nhất là các em sẽ phải nêu được vấn đề được không ạ? À? Và ở đây giống như bạn quý bạn ấy có hỏi là so sánh hai tác phẩm thơ thì có trích thơ từng bài ở trong mở bài không? Thì về bản chất nhá, cái này em sẽ phải dựa vào đề. Nếu như trên đề bài mà có trích thơ ấy thì chắc chắn là trong phần mở bài của em cũng phải xuất hiện. Nhưng mà đương nhiên là chúng ta được phép sử dụng dấu ba chấm đối với những đoạn thơ quá dài, chứ không phải là chúng ta ngồi để chép lại từng câu. Nên là các bạn sẽ chú ý khi mà chúng mình viết mở bài nha. Hẹn là trong một cái ngày gần nhất có thể hướng dẫn các bạn kỹ càng hơn đối với viết của từng phần này. Còn nếu như mà để mọi thứ có thể diễn ra suôn sẻ hơn, để cho nó bài bản hơn thì các bạn ơi, à, tuần tới chị sẽ chính thức khai giảng khóa VIP khóa học toàn diện dành cho các bạn học sinh 2k7. Rất hy vọng là sẽ được gặp các em trong lớp học để để chúng mình sẽ có một cái hành trình học với nhau thật là bài bản và chỉnh chu để đạt được kết quả tốt nhất ở trong năm nay chúng mình nhá. Còn lại về phần thân bài thì sẽ có 3 cách để triển khai ạ. 1 2 và 3. Ba cách để triển khai. 3 cách này là ba cách như thế nào thì buổi gần nhất chị sẽ chia sẻ cùng với các bạn được không ạ à, chúng ta sẽ có khá là nhiều hướng để triển khai cho phần thân bài nhé đấy có khá là nhiều hướng để triển khai cho phần thân bài đương nhiên là khi mà chị đưa ra cụ thể về ba cách thì các bạn có thể lựa chọn bất cứ một cách nào mà các em cảm thấy là phù hợp và dễ viết nhất khi các em gặp một cái đề bài bất kỳ được chưa ạ sau đấy thì các bạn sẽ kết bài là chúng ta sẽ khẳng định lại vấn đề nghị luận thôi và các em có thể đưa ra những cái cảm nhận tức là những cái phần mở rộng ở đây để làm cho cái bài viết của mình trở nên ấn tượng hơn. Ok không ạ? Chú ý nhá, là chúng ta cần phải đảm bảo cấu trúc chung. Được chưa ạ? Tức là cấu trúc bài văn thì bao gồm bao giờ cũng sẽ bao gồm mở bài, thân bài và kết bài. Được không ạ? Đó thì các em sẽ chú ý giúp cho chị là như vậy. Được không nào? Các bạn sẽ chú ý giúp cho chị là như vậy nhá. À, chẳng hạn ví dụ như à, chúng ta có một cái đề bài À, có thể là người ta sẽ yêu cầu các bạn Phân tích những điểm giống và khác nhau của hai đoạn thơ Người ta có thể lấy một đoạn thơ trong bài tương tư của tác giả Nguyễn Bính Và à, trong bài tương tư chiều của tác giả Xuân Diệu Đấy, được không ạ? Tương tư thức mấy đêm rồi, biết cho ai hỏi, ai người biết cho Bao giờ bến mới gặp đò Hoa khuê các bướm giang hồ gặp nhau Nhà em có một dàn cau Nhà anh có một hàng cau liên phòng một dàn dầu, nhà anh có một hàng cao liên phòng, thôn đoài ngồi nhớ thôn đông, cao thôn đoài nhớ dầu không thôn nào. Đấy là bài, một đoạn thơ trong bài tương tư của Nguyễn Bình. Và cũng có một đoạn thơ trong bài tương tư chiều của nhà thơ Xuân Diệu. Anh nhớ tiếng, anh nhớ hình, anh nhớ ảnh, anh nhớ em, anh nhớ lắm em ơi. Anh nhớ anh của ngày tháng xa khơi, nhớ đôi môi đang cười ở phương trời, nhớ đôi mắt đang nhìn anh năm đắm, đắm em xích lại và đưa tay anh nắm ví dụ là như vậy được không ạ à? thế thì ví dụ như nếu như chị có một cái đề bài như thế thì sao à nếu mà chị có một đề bài như thế thì sao các bạn ơi nếu như các bạn gặp một cái đề bài giống như chị hiên vừa nói thì sao đấy là một cái trích đoạn thơ trong bài tương tư của nguyễn bính và một đoạn thơ trong bài Tương tư chiều của tác giả Xuân Diệu. Được không ạ? À? Thế thì áp dụng những cái nội dung mà chị vừa chia sẻ ở phía trên, các em sẽ làm nó như thế nào? À, các bạn ơi, chúng ta đều biết rằng là nếu như mà để làm được đề bài này á thì các bạn sẽ thấy rằng là gì ạ? Chúng ta cần phải tìm hiểu về hai tác giả đã. Đó là Nguyễn Bính và Xuân Diệu trước đã. Đúng không ạ? Thì khi chúng ta tìm hiểu, chúng ta sẽ phát hiện ra một điều. Đây là hai nhà thơ cùng một giai đoạn văn học và cùng thuộc trong phong trào thơ mới. Trời ơi, bây giờ tôi lại phải bắt đầu đi tìm về phong trào thơ mới. Là một cái phong trào thơ mà diễn ra từ năm 1932. Năm 1932 cho đến năm 1945 mẹ ạ, à, các bạn nhớ không? Đời chúng ta nằm trong bề chữ tôi. Mất bề rộng ta đi tìm bề sâu nhưng càng đi sâu càng lạnh. Ta thoát lên tiên cùng thế lữ, ta phiêu lưu trong trường tình cùng lưu trọng lư, ta điên cuồng cùng hàn mặc tử chế lan viên ta đắm say cùng xuân diệu. Nhưng động tiên đã kép tình yêu không bền, điên cuồng rồi lại tình say đắm vẫn bơ vơ, ta ngơ ngẩn buồn trở về hồn ta cùng huy cận bản chất thì đấy không phải là một cái điểm tương đồng cái đấy liên quan gì đến nội dung của hai bài thơ này đâu hả quý cái đấy nó chỉ là một cái yếu tố để em đi lý giải về sự tương đồng và khác biệt thôi em ạ à. <laughs> nó chỉ là một căn cứ cơ sở thôi chứ nó không phải là một cái ý mà em sẽ đưa để viết cả một cái đoạn cái em tiến hành so sánh ở đây đâu ạ nhớ giúp chị là như vậy được không nào hãy nhớ là cái vấn đề trọng tâm cần làm sáng tỏ là thông qua hai đoạn trích của hai bài thơ này ta sẽ thấy được điểm giống và khác nhau trong việc thể hiện tình cảm và sự sáng tạo của một nhà thơ khi viết về cùng một đề tài tức là cái mục tiêu quan trọng nhất là chúng ta phải thấy được cái sự sáng tạo sự độc đáo của mỗi nhà thơ của mỗi nhà thơ khi mà cả hai nhà thơ này cùng viết về một đề tài đúng không ạ khi cùng viết về một đề tài các bạn chú ý là như vậy giúp cho chị nhé ok chưa ạ sau đấy thì các bạn sẽ triển khai ở trong phần thân bài Đó, đối với cái phần mở bài thì các em sẽ phải nêu được hai cái đoạn này ra và các bạn sẽ phải khẳng định một điều rằng là trong hai cái đoạn thơ này đúng không ạ chúng ta đã gặp được những cái nét tương đồng giữa Xuân Diệu và Nguyễn Bính khi thể hiện về cùng một đề tài thế nhưng ở đó cũng là những cái điểm khác biệt để thông qua đó ta nhận ra được cái cá tính sáng tạo riêng biệt của mỗi nhà thơ Đấy, em phải viết được như vậy nhá sau đó thì chúng ta sẽ triển khai phần thân bài Được không ạ? Thì bao giờ cũng vậy. Luật điểm số 1, ý thứ nhất. Kem sẽ trình bày gì nhỉ? Giới thiệu về nhà thơ Nguyễn Bính và Xuân Diệu. Giới thiệu. Khái quát về nhà thơ Nguyễn Bính và nhà thơ Xuân Diệu. Cái này các bạn sẽ tự chủ động tìm hiểu nhá. Ok chưa ạ? À rồi được không nào? và chúng ta đều thấy rằng là gì ạ? À, có thể thấy được rằng là à, qua cái việc so sánh hai đoạn thơ khi mà cả hai tác giả này cùng viết về một đề tài quen thuộc, đó là đề tài tương tư. Tương tư là gì? Là nỗi nhớ tình yêu đấy ạ, đúng không? Là nỗi nhớ tình yêu, một cái trạng thái tình cảm xuất hiện của con người khi mà người ta đang yêu, đúng không? Đó thì các bạn sẽ chú ý, sau đó đến cái bước số 2 đây là một cách làm nhé. Như chị nói đấy, là chúng ta sẽ có một vài cách làm khác nhau trong cái việc thiết lập thân bài của dạng đề so sánh đánh giá hai cái tác phẩm thì đây là một cách làm. Đó là chúng ta sẽ tiến hành so sánh hai đoạn thơ. Ý số 2 là so sánh hai đoạn thơ. Thì đầu tiên, các bạn sẽ có thể viết một đoạn để chúng ta nêu ra cái điểm giống nhau đó các bạn có thể viết một đoạn để các em nêu ra điểm giống nhau cái điểm tương đồng ở trong hai đoạn thơ mà các bạn đang tiến hành so sánh thì chúng ta thấy cái giống nhau ở đây là gì thứ nhất là cùng một đề tài đó là một đề tài thơ có vẻ như là gì ạ không gì ạ rất là thơ mới đó là tương tư là một cái trạng thái tình cảm thường xuất hiện khi người ta đang yêu có thể là xuất hiện giữa cái tình cảm giữa đôi lứa uyên ương nhưng cũng có thể là tình đơn phương đến từ một phía thì đều có thể xuất hiện cái trạng thái cảm xúc này vậy là đầu tiên cái điểm giống nhau đầu tiên là chúng ta sẽ thấy là cùng đề tài được không ạ cái điểm giống nhau đầu tiên sẽ là cùng đề tài tiếp theo chúng ta sẽ chú ý đến nội dung cảm xúc đây cũng là một cái yếu tố giống nhau đúng không ạ nội dung cảm xúc thì chúng ta có thể thấy được rằng đều cả hai cái đoạn thơ này đều thể hiện một cái nỗi nhớ xa xiết của chủ thể trữ tình. Đấy, được không ạ? À? Thì tức là cái ý đầu tiên trong cái việc so sánh này đó là chúng ta sẽ làm rõ những cái điểm tương đồng, đúng rồi ạ. À. Sau đấy thì chúng ta sẽ làm rõ những cái điểm khác biệt. Được không? thì ở trong những cái điểm khác biệt này, các bạn sẽ dựa vào đặc trưng thể loại hoặc nếu không, thường nha, là các bạn sẽ triển khai về thứ nhất, đó là cái sự khác nhau về mặt nội dung. Và khác nhau về mặt hình thức, tức là cách thể hiện ạ. À. Được không nào? Đó sẽ là cách thể hiện nhá. Thì ở đây ví dụ như chúng ta thấy là Cùng thể hiện nỗi nhớ ra diết trong tình yêu Nhưng mà trong thơ của Nguyễn Bính Đó là một cái nỗi nhớ mang cái sự chăn trở băn khoăn Tình cảm được thể hiện một cách ý nhị và kín đáo Đúng không? Chủ yếu là tỏ tình, là ướm hỏi Với biết bao mong ước Đúng không ạ? À, còn chúng ta thấy ở trong đoạn 2 Cái tình cảm tương tư của Xuân Diệu Lại là cái sự sôi nổi mãnh liệt dâng trào tác giả đã công khai thể hiện nỗi nhớ cháy bỏng, da diết, mong muốn là được gần hơn nữa, có thể chia sẻ với người mình yêu. Có thể nói là một cái là rất truyền thống, còn một cái là rất hiện đại, đúng không ạ? Thì đó là cái sự khác nhau. Đầu tiên là về mặt nội dung, đúng không? Một cái thì rất truyền thống, còn một cái thì rất là hiện đại. Và đương nhiên một lát nữa, nếu như mà để lý giải về việc rằng tại sao lại có cái sự khác biệt như vậy, thì thường là chúng ta cũng sẽ có những cái yếu tố dựa vào để lý giải. Ví dụ như là về hoàn cảnh ra đời, về phong cách của mỗi người nghệ sĩ, về phong trào thơ mà họ tham gia, về cái thời đại mà họ sống, vân vân, được không ạ? Rồi, tiếp theo là về mặt hình thức. Thì ở trong hình thức này, các bạn có thể so sánh trên nhiều bình diện chẳng hạn ví dụ như thể thơ có khác nhau không? Có này. Thi liệu có khác nhau không? Có này. Nhịp điệu có khác nhau không? có này từ ngữ hình ảnh có khác nhau không có chứ biện pháp tu từ có khác không có chứ vậy nên là chúng ta có thể dựa vào những cái ý đấy để chúng ta triển khai nhá sau đấy thì các bạn sẽ đưa ra những cái nhận xét và đánh giá được không ạ à? đây ạ à. các bạn sẽ đưa ra cái sự lý giải cho sự khác biệt được không và thứ tư đó là chúng ta sẽ đưa ra những nhận xét đánh giá thì như chị nói ở phía trên rồi đối với cái việc là đưa ra sự lý giải cho cái sự khác biệt thì các bạn có thể dựa vào các yếu tố giống như chị nói đấy đúng không đó là gì ạ đó là à, thứ nhất là do phong cách sáng tác thứ hai là do gì nhỉ à hoàn cảnh ra đời thứ ba là thời đại sống thứ tư là phong trào thơ mà người nghệ sĩ đó tham gia thế nhưng mà chúng ta có thể thừa nhận một điều rằng cái mà để khiến cho cùng thể hiện về nỗi nhớ tình yêu nhưng mà xuân diệu lại có một cách thể hiện riêng và gì ạ nguyễn bính lại có một cái cách thể hiện riêng có lẽ đó chính là do cái gì ạ đó chính là do cái sự khác biệt trong con người và trong phong cách sáng tác của mỗi người nghệ sĩ ạ đấy có lẽ là cái, cái để chúng ta lý giải thuyết phục nhất cho những cái sự khác biệt ở phía bên trên nha và cuối cùng các bạn sẽ đưa ra những cái nhận xét đánh giá đúng không à, dù chỉ thông qua hai đoạn thơ nhưng các nhà thơ lớn đã thể hiện rất rõ cái dấu ấn phong cách của mình và để có được một giọng điệu riêng một phong cách nghệ thuật độc đáo đúng không ạ thì đó là điều rất là khó đúng không một cái điều hết sức khó nhưng đấy lại là điều kiện và là yêu cầu của sáng tạo nghệ thuật và chính cái điều này đã giúp cho chúng ta có được những cái cảm xúc riêng và những cái cách thể hiện khác nhau được tái hiện thông qua hai cái đoạn thơ trong hai bài thơ này ok chưa ạ thì các bạn sẽ chú ý nhá sau đấy là các bạn sẽ tiến hành kết bài thì các em sẽ tiến hành như chị nói là khẳng định lại vấn đề và đưa ra đúng không? Khẳng định lại vấn đề là tôi đã làm rõ về những cái tương đồng và khác biệt rồi. Và sau đấy thì chúng ta sẽ đưa ra những cái cảm nhận cá nhân. Hay nói cách khác là những cái phần mở rộng hơn ạ. À, thì các bạn sẽ chú ý nhá. Ví dụ là như vậy đây là một cái đề đương nhiên là trong cái khuôn khổ thời gian mà chúng mình có thông qua những buổi phát như thế này thì chị sẽ rất là khó để đi kỹ hơn nhưng mà ít nhất là chúng ta cũng đã có định hình về cái dạng đề này có nghĩa là bản chất là chúng ta có phương pháp làm cho dạng đề này mà cái quan trọng nhất là các bạn sẽ sử dụng cái phương pháp đó như thế nào thôi ok chưa ạ còn lại chị cũng rất hy vọng là có thể được gặp các bạn trong tuần tới trong khóa học toàn diện để chúng mình có thể ôn tập với nhau toàn bộ những cái nội dung kiến thức và quan trọng hơn là thông qua quá trình học tập, ôn tập thì các em sẽ viết được, các em sẽ làm được, sẽ hiểu cách làm và chúng ta có thể xử lý được dạng đề này một cách thật là dễ dàng chúng mình nhá. Ok không ạ? thì đây cũng sẽ chính là cái nội dung mà chị Hiên muốn chia sẻ trong buổi tối ngày hôm nay cùng với chúng mình. Lại là một cái dạng bài viết tiếp theo. Rất hy vọng là thông qua những cái buổi tiếp cận chương trình mới như thế này thì các bạn cũng sẽ có thể có được cho mình những kiến thức bổ ích và từ đó sẽ đến gần hơn với chương trình Ngữ văn 12 mới nhá. Còn bây giờ thì chắc là chị sẽ gửi lời chào tạm biệt tới các bạn thôi. Hẹn gặp lại các bạn ở trong những phần phát trực tiếp tiếp theo nhá. Cảm ơn chúng mình rất nhiều ạ. Cảm ơn các em. Bye bye các bạn, có gì cứ nhắn chị nhá Ok ạ à.